Ngày đầu tiên đi làm trong năm 2021, hai bà lết pin. Không được, không được, vào nữa đi, vào hết càng luôn đi. Rồi cúp vào. Xe này xếp hai ba lết hết không anh? Hết hả? Ok. Đây, pin. Lên nữa đi. Rồi, vào luôn. Yeah, sẽ làm việc xuất pin. Pin này là 340 nhá. Rồi, thẳng lái đi. Được rồi, đừng có lên nữa. Vào đi. Đây, thêm một pallet nữa. Buổi sáng 11 Tết. Xuất. Ngày đầu tiên đi làm một năm mới. Xem trong kho em còn những gì. Hàng rất sẵn kho nha. Đấy, CB, chống sét, Airtech, Hybrid, Black Power. Đây. Dây. Hòa lưới Roan. Đây, CB của Airtech nha. Rowatt. Tủ điện Airtech. Pin HT. Nó có sẵn kho số lượng rất là lớn. Đây. Hòa lưới Roan. Đây là toàn cảnh kho của bên Solar Việt. Hai xe nâng. Một con 1,5 tấn, một con 3 tấn. Bên em tại địa chỉ 44C đường số 12, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhé.